Hello, xin chào 500 anh em nữa quay trở lại với channel của mình nhé. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cái công đoạn cuối cùng để cái làm mồi sao cho nó khô đấy. Bởi vì cái công đoạn này em vẫn chưa làm, em chỉ nói cho các bác làm theo thôi, nhưng mà nhiều bác không làm được. Em thấy nhiều bác không làm được thì cứ hỏi đấy. Làm sao mồi nó cứ ướt đấy, mồi sao nó có giòi. Thế thì hôm nay em sẽ làm cho bác xem mồi khô. À, có bác bảo sao này không đi câu cá chép thì nó thật là miền Bắc con này nó đang lạnh rồi. Miền Bắc đang lạnh rồi, câu chép phải câu đêm cơ. Em không thời gian đi câu đêm. Bây giờ ban ngày em chỉ đi câu rô phi mấy cá diếc, bây giờ đang vào mùa cá diếc, câu cá diếc nó sướng hơn các bạn. Đây. Rồi các bác xem nhé. Thì các bác nhìn nhá, mùi em đâu khô đâu, nước mà. Các bác nhìn nhá. Các bác thông cảm là em đang quay ngoài trời ấy, em không mang vào nhà là mang nhà thua mất tốt hơn, nhưng mà em không mang nhà vợ chửi chết. Đấy, có lấy nét cho bác xem. Ở quyền chưa lấy nét à, có đợi em tí nhá. Rồi có nhìn em gạn cái phần này còn đón nước này đấy, có cái này gì nó rất là ướt đấy à. Đây là cái cắm cắm cả các bác này đấy, em để sao sao bác nhìn nó rõ. Đây là cắm gà nhé. Thì mình cứ cho một lượng mà đủ sau là nó khô hết cái mồi được mà. Mà kể cả các bác nhé, kể cả cắm gà đã cho vào đây này, đã cho vào đây để mồi khô rồi vẫn ủ, vẫn để được rất là lâu. Có yên tâm nhé, để rất là lâu luôn. Cái mồi này càng để lâu cánh càng hay. Đấy coi. Ơi, anh em nên chọn cái loại cắm gà nhỏ. Tại sao? Vậy cắm gà nhỏ đấy thì mình cho vào kia nó dễ hòa trộn, nó dễ lẫn vào nhau hơn là cái loại to nhá. Đấy coi nhìn. Đấy mồi đang rất được. Đấy các bác nhìn nha. Cứ cho tới khi nào mà các bác để cảm giác mồi nó khô được là ok nhá. Nhiều bác đi câu chuyên nghiệp rồi thì làm cái này nó ok ngay, nhiều bác mới làm mới cứ hỏi. Đấy, xong các bác phải đảo lên cho em như thế này này. Này các bác nhìn nhỉ. Đấy. Cái này các bác đảo lên phải đợi nhá, bởi vì cái cắm gà này nó có thời gian nó mới hút được hết cái cẩm này cơ, chứ không phải là đảo cái là được ngay. Bình thường em đi câu ấy thì này, em cứ cho túi bóng ngoài em hòa trộn, em cầm đi đến cái chỗ câu, đến cái chỗ câu về nó nở ra vừa tập. Để hướng dẫn các bác xem này. Đấy. Mùi chua thơm nồng nặc luôn. Em đảm bảo với các bác cái mùi các bác, mùi thơm của bác đi câu không thể nào bằng mùi chua được. Em khẳng định 100% mà không có mùi mùi thơm nào đi câu mà nhạy bằng cái mùi chua được. À mà em ông nói trước là cái mùi này em không bán nhé. Bởi cái mùi thơm ấy các bác, mùi thơm nó nhẹ các bác nhỉ? Trong cái túi rất là nhẹ, người ta có thể ship và người ta bán được. Chứ em nói thật các bác, cái mùi này nó mùi chua rất là nặng. Này bác cầm cái này nó phải mùi. Đợt em mua cái này hơn cân, nhưng mà ủ giờ nó phải 2-3 cân, nó nặng quá nước đấy mà. Để các bác không biết là ship nặng như vậy nó bao nhiêu tiền rồi đúng không? Giờ đi gửi tiền ship đã chết rồi, nhưng nói là cái tiền nguyên liệu đấy thì nó nguyên liệu nó rẻ, nó không đọc bao nhiêu cả, nên các bác cứ tự làm thôi nhé, chứ em không bán đâu. Đấy họ nhìn chưa, mồi bắt đầu là nó khô dần, nó rào này. Đấy, rõ ràng vừa này. Rõ ràng vừa nó rất là ướt. Đây là cắm gà chưa nở hết nè. Cứ đảo kỹ cho xong rồi đợi một lúc. Cứ đảo kỹ đợi một lúc là cắm gà nó mới nở ra, nó nở ra nó mới hút hết cái ẩm này, tiện mùi nó dẻo ngay. Hôm nay sẽ hướng dẫn các bác như này là câu đang xê rồi. Nhưng mà em hướng dẫn các bác câu đơn luôn. Cho yên tâm. Xong rồi bây giờ mình có thể đi uống nước chè một lúc này, mà đợi một lúc mình cắm gà nó mới nở ra thì bắt đầu là mồi sẽ khô được ngay. Rồi em sẽ cắt cái đoạn video này, em để khoảng 15 phút em sẽ quay lại cho các bác xem nhé. Đây anh em ơi, này em thấy chưa, đã lâu là cắm gà nó nở hết này, khô chưa à. Đấy, ít rồi
khô luôn đấy. Mình cứ cho một lượng tới khi nào là mình cảm thấy nó khô là đủ. Đấy. Mượt chưa? Ok. Bây giờ là cái này là câu đơn thì mình chưa câu được. Câu đơn C này bóp luôn trực tiếp rồi nhưng mà câu đơn chưa câu được. Đấy, bây giờ mình sẽ cho bột mì nhá. Đấy không? Em nhá. Khi mình ủ ấy thì lúc nào mình sờ cái này nó cảm giác nó ấm ấm, kiểu nó đang lên men ấy. Đấy, lúc nào cũng ấm ấm. Đấy, bây giờ em sẽ làm một cú đơn này. Nếu một lượng vừa đủ. Các anh em nhìn này. Nó vừa đủ đấy, mồi rất là khô ấy. Đấy, xong cho bột mì vào bóp vào được. Cho bột mì vào đảo bóp mà được. Mùi này, mùi nó rất là ghê. Cái gì nó có hai mặt. Mùi thơm ấy thì nó không nhẹ bằng, nhưng mà khi anh em về rửa tay cái nó hết mùi ngay. Còn mùi này nó có một cái nhược điểm lớn nhất, đó là mình về rửa tay mấy ngày nó không hết. Rửa bằng loại Lifebuoy, bằng cái loại Lifebuoy nước ấy, thì nó mới hết được, chứ bánh xà phòng Lifebuoy cũng không hết được. Đấy, em làm cái video này cũng là chắc là video cuối về cái bài mồi này. Em mong là sau khi em chia sẻ hết cái công đoạn của nó nên thì các bác có thể là làm mồi và tự đi câu được. Và em không muốn là có những câu hỏi nào tiếp theo là phải làm như thế nào nữa, bởi vì em đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Các bác chỉ và xem video là làm theo nhé. Em thấy hình như nhiều bác xem video không hết ấy, là cứ hỏi một cái hỏi vậy nó rất mất thời gian. Các bác cứ xem hết video đi thì mới biết được cái cách mình làm như thế nào. Đấy. Mùi nó dẻo dần đấy. Đấy, mùi như thế này là ok rồi anh em này. Đấy. Thấy rất là dẻo và rất là dai luôn nha anh em nhé. Đấy, anh em nhìn chưa? Vậy là bài mồi của mình đến đây là hoàn tất tất cả công đoạn từ A tới Z. Đấy, không còn cái bước nào bỏ sót nữa. Chúc anh em đi câu luôn thành công và may mắn. Còn cái độ nhạy của bài mồi như thế nào thì anh em vào xem các thân thủ của tao bình luận ở dưới video đấy. Đấy, độ nhạy rất là cao mà bài mồi rất đơn giản. Rồi. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé. Chúc bác câu lên nhiều hàng.